Nếu như mình muốn cho nó tạo thành con đó thì mình sẽ để là một con mái ép với lại hai con trong và sẽ đẻ trong cùng ngày luôn. Nhưng mà người ta chỉ lựa con trong ngày đó chứ lại dành trong đây. Đặc biệt nữa là loài cá này rất là ưa sạch ạ. Là môi trường nước lúc nào cũng trong sạch và nhiệt độ lúc nào cũng giữ ở mức 23 độ C. Vì thế là bên trong của chúng tôi là có một hệ thống nhà máy lọc nước và làm đặt nước hoạt động 24/24 thôi ạ. Cá gì chưa?